quý khách đến với Nhật ngữ Vicott. Lời đầu tiên, Trung tâm Nhật ngữ Vicott xin gửi lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và lời chiên sâu sắc đến quý vị, khách hàng, doanh nghiệp đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Nhật Bản đang là điểm đến lý tưởng không chỉ dành cho những bạn sinh viên, học sinh, mà còn cơ hội cho các lao động chất lượng cao với cơ hội việc làm, lương cao. Trung tâm Nhật ngữ Vicott tự hào là địa chỉ uy tín, chất lượng hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo tiếng, du học, xuất khẩu lao động Nhật hàng đầu tại Việt Nam. Trung tâm chuyên đào tạo tiếng Nhật, du học Nhật, xuất khẩu lao động sang Nhật. Các chương trình đào tạo tại Nhật ngữ Vicott như sơ cấp 1, 2, 3, 4, luyện thi chứng chỉ năng lực tiếng Nhật N5, N4, N3, N2, N1, tiếng Nhật giao tiếp nâng cao theo yêu cầu. Các chương trình ngoại khóa chất lượng cùng với đội ngũ giảng viên đang giảng dạy tiếng Nhật tại các trường đại học có kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy hiệu quả, dễ hiểu, nhiệt tình và trách nhiệm cao. Đến với trung tâm, các học viên sẽ được miễn phí 100% khóa học nhập môn, linh hoạt sắp xếp thời gian học tập, chương trình thực hành bám sát với thực tế. Sau khi được trung tâm đào tạo, các học viên có thể giao tiếp thuần thạo tiếng Nhật, cơ hội phát triển trong công việc cũng như giao lưu, học tập nền văn hóa nước Bản. Nhằm hỗ trợ thực tập sinh, du học sinh nhanh chóng hòa nhập với sinh hoạt tại Nhật Bản, phá bỏ rào cản ngôn ngữ, học tập và sinh sống hiệu quả tại nước Bản, trung tâm còn chuyên tư vấn hỗ trợ tốt nhất cho các bạn và quý phụ huynh du học Nhật nếu có nhu cầu. Công ty cam kết chi phí du học minh bạch, không phát sinh, lộ trình du học rõ ràng, giúp các học sinh và bậc phụ huynh an tâm. Tư vấn chi tiết, đầy đủ hồ sơ du học, giúp bạn không phải lo lắng về khâu chuẩn bị rắc rối này. Thủ tục nhanh chóng, rõ ràng, hợp lý. Bên cạnh, trung tâm còn liên tục tuyển sinh lao động Nhật Bản với các ngành nghề cơm hộp, nông nghiệp, cơ khí, xây dựng. Các lao động được tuyển chọn sẽ được trung tâm đào tạo tiếng Nhật và kỹ năng làm việc trước khi xuất khẩu. Với phương châm luôn luôn nỗ lực hết mình vì người lao động, học sinh, sinh viên Việt Nam, trung tâm Nhật ngữ Vicott đang ngày dần dần hoàn thiện về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, mở rộng sự hợp tác với các trường đại học, công ty, xí nghiệp hàng đầu tại Nhật Bản. Nhật ngữ Vicott luôn chủ trương lấy lợi ích của người lao động làm gốc, đảm bảo tối đa quyền lợi mà họ được hưởng. Chúng tôi tin rằng, với sức mạnh và lòng nhiệt huyết, chất lượng cao với chi phí hợp lý, Nhật ngữ Vicott đã, đang và sẽ luôn song hành cùng bạn trên mọi chặng đường tương lai. Nhật ngữ Vicott, uy tín, chất lượng, tương lai vững bền. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Nhật ngữ Vicott, trụ sở chính, số 2/5 ngõ 103, đường 2, Cửu Việt, Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Cơ sở, số 16/6 đường Đại học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Hotline 0977 311 877. Chúc quý khách sức khỏe, hạnh phúc và thành công.